open up. You OPN now. Hit you one, baby, and my. We should be closer than friends. Chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Hoa Ba Trồng xin mạn phép giải thích về cái thuật ngữ là đất nóng và đất lạnh. Có nhiều bạn hôm đó mình làm video clip và mình nói cách gieo hạt đó, phải các bạn phải để cho đất nóng thì nó mới nảy mầm lên nhiều, còn khi mà đất nó lạnh thì nó bị điếc, nó bị úng thúi, nó lên rất là ít. Thì cái thuật ngữ đất nóng đất lạnh thật sự thì mình nói nó cũng dễ hiểu thôi. Tức là đất lạnh là khi các bạn làm đất xong các bạn để tưới nước vào để lâu ngày, nó ẩm ướt như thế này đó. Thì đất nó đang lạnh như thế này, thì khi các bạn gieo hạt vào thì đất nó lạnh. Thì các bạn biết rồi, khi mà đất nó lạnh, nó ẩm ướt thì cái sự nảy mầm nó không có được mạnh, nó không có được tốt y như là đất nó khô, nó nóng. Thì khi mà mình để đất nó lạnh như thế này, đây là hai trường hợp này, này là do mình để đất lạnh này, thì mình nghĩ thôi, còn cái dư hạt không làm gì, có cái chậu kế bên đó mình để mình gieo thì nó sẽ lên ều ụt như thế này các bạn. Đó, nó sẽ lên ều ụt như thế này. Đó. Còn tức là đất lạnh là gì? Mình để nói lại là đất lạnh là các bạn để đất ẩm ướt, không chịu phơi. Đó. Thì nó ướt liên tục như vậy á, thì khi mình gieo hạt vào, mình tưới nước vào nữa thì đất nó lạnh, thì đất nó ẩm quá đi thì cái hạt của mình nó sẽ bị úng, nó sẽ bị thúi và nó nảy mầm rất là ít. Còn khi đất nóng là gì? Đất nóng là khi các bạn làm đất trồng xong xuôi rồi các bạn đem phơi cho thiệt khô, thì trước khi bắt đầu cái gieo hạt thì các bạn bắt đầu bỏ vào chậu, các bạn mới bỏ vào chậu thì đất cho phải thiệt khô nha, bỏ vào chậu thì các bạn bắt đầu mới gieo hạt xuống, rồi các bạn tưới nước. Thì khi để ngoài nắng như vậy á thì cái độ ẩm, cái độ nóng, cái độ ẩm nó rất là cao, là cái độ nóng nó rất là cao, cho nên là khi mình gieo hạt xuống thì cái mầm nó gặp cái độ ẩm cao á, thì nó sẽ nảy mầm rất là tốt, nó nảy mầm rất là mạnh. Thì đây là mình giới thiệu trước là cái cây này là gieo sau cái thằng đàn anh này là nửa tháng, mà bây giờ thằng anh này nó như vậy. Thì còn các cái chậu khác là mình đã ra chậu hết rồi. Đó, ra chậu hết như thế này. Đó, các bạn thấy á, mình ra chậu này bữa nay nó đã cao như thế này. Còn thằng này thì nó cái thế này hoài. Đó, các bạn thấy một trời một vực. Còn thằng này là gieo sao nó đàn em nó này, sao nó nửa tháng mà nó xanh tốt như thế này. Để các bạn thấy. Còn cái thằng này nè, cái thằng này nha các bạn, là mình gieo bữa nay là ngày 14, là bữa nay là ngày 22, là 6 ngày rồi nè, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 ngày. Đó, các bạn thấy 8 ngày mà nó lên đều hầu như là không sót một ấy nào luôn. Nó rất là đều. Nè các bạn thấy nè. Đều răm rắp luôn. Đó. Có một lỗ nhiều khi mình thấy cái hạt nó lép á, mình bỏ 2 hạt hoặc 3 hạt nó lên luôn nè các bạn. 1 2 3 này, 1 2 3 này, 1 2 này, 1 2 này. Đó. Coi như là nè, 1 2 nè. Nè các bạn thấy nè. Đó. Thấy không? Nhiều khi mình thấy cái hạt nó yếu, mình kỹ thôi chắc nó cũng không có lên đâu. Bỏ 2 hạt cho nó lên cho nó chắc ăn. Thế mà 2 hạt, 3 hạt nó lên hết. Đó, các bạn thấy đó. Nè, 2 hạt nè. 2 hạt nè, 3 hạt nè, 2 hạt nè. Đó, 3 hạt nè. Nè. Đây một hạt này, đây một hạt, đây một hạt, 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt. Đó các bạn thấy là 1 hạt, 2 hạt. Đó. Nè, 1 hạt, 2 hạt nè. Đó, 2 hạt nè, 2 hạt nè. Đó các bạn thấy nè, 2 hạt nè, thằng này lên trước này, lên sau này. Nó tất cả mình nghĩ rằng là chắc có lẽ là những cái hạt này nó yếu, nó lép mình thấy mình ấy thôi mình gieo đại đi, nếu mà nó lên. Nè, đây là cái sự là coi như mình làm đất kỹ càng. Tức là khi mình đất mình phơi cho thiệt khô rồi bắt đầu mình mới xuống giống, mình mới tưới, mình để ngoài nắng nha. Thì các bạn rất cố gắng về gieo và chăm sóc cho thiệt là tốt. Nhớ cố gắng làm đất xong, làm chắc trồng xong đem phơi khô cho mình, phơi cho thiệt khô Trước khi trồng á, bắt đầu cái mới vào chậu trước, rồi bắt đầu cái là mới lấy cái tay chọt bỏ ấy chút, rồi bắt đầu mới lấy một nắm đất nhuyễn rải lên trên, rải cho nó lấp hết cái hạt đi, đừng có trồng sâu quá nha, trồng vừa thôi, bằng nửa ngón tay thôi, bỏ xuống, bỏ cái hột nào ngang, đừng có bỏ hạt đứng. Hạt đứng nhiều khi nó chổng cái đít lên, nó mọc cái rễ ngược lên thì nó chậm phát triển. Bỏ cái hạt ngang cho mình, chọt cái lĩa bỏ hạt ngang, xong bắt đầu để cho đều hết, cho bắt đầu lấy đất ấy nè, mình rải lên trên, rải trên đều hết, bắt đầu mình xịt bằng cái bình nhé các bạn. Xịt nước là xịt bằng cái bình như thế này, chứ không có được lấy nước rưới vậy, là nó giọt cái hạt lên trên là nó sẽ lồi lên trên, là nó xong lấy cái bình xịt như thế này nha. Đó thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho mình cũng mạng phép nó nói với các bạn về vấn đề đất nóng và đất lạnh. Có nhiều bạn hỏi thì nó cái thuật ngữ nó cũng đơn giản thôi, chứ nó không có gì phức tạp. Đó, thì các bạn thấy nè, hôm nay mình ra chậu nè, các bạn thấy dễ thương không các bạn? Đó, ra chậu bây giờ nó như thế này nè. Đó, nay được ra chậu được, nay được cũng gần 1 tháng rồi đó, bạn thấy không? Đó, những cái thằng này mà mình gieo nè các bạn nè, mình gieo sao nè, mình đâu có nói đưa ấy với các bạn đâu nè, mình gieo sao nè các bạn, nó lên hết luôn các bạn, mà không biết gì là các bạn gieo như thế nào thì mình không biết, mà mình gieo thì nó lên hết nè, các bạn thấy nè, nó lên hết, không có nào mà nó không lên, lên đều, rất là đều luôn chứ đâu phải kỳ cục quá chứ. Nè các bạn thấy nè, mình đâu có nói điều đâu, nó lên hết các bạn, nó lên rất là nhiều, nó lên hầu như là đầy đủ luôn, ít cứ cái hạt nào mà nó không lên. Đó, các bạn cứ phơi đất khô thiệt khô cho mình thì gieo là nó sẽ được như thế này nè, các bạn thấy nè, nó lên hết luôn chứ mình đâu có ấy, mà rồi không biết là các bạn gieo như thế nào, chứ mình gieo là tình trạng nó như thế này. Đó, nó đều lắm các bạn nè, các bạn nhìn kỹ coi nè, đều, rất là đều luôn nè. Đó, thấy không, đều lắm luôn á, chứ không phải là rất là đều. Thằng bên này cũng vậy nè, các bạn thấy nè, đều ơi là đều luôn á. Còn cái số này là mình ra chậu nó ấy nè các bạn nè. Đó, nó cao ghê không các bạn? Đó, nó cao vậy đó, chừng 2 tháng nữa sẽ có mật bông à, các bạn thấy không? Đó, mình ra chậu đó ngay được hơn tháng rồi đó các bạn nè, nó mọc thù lù luôn rồi các bạn, có thấy không? Đã không? Nó ra vậy đó mà sao là các bạn về không ấy. Đó là số cây con mình ra hạt nha. Các bạn thấy cái cây ngọc băng, cái cây bà tuyết này, trổ quá trời đẹp luôn các bạn. Buổi sáng mình làm video chút xíu giới thiệu cho các bạn và giải thích những một số từ ngữ là đất nóng và đất lạnh, để cho nhiều bạn cứ hỏi mình, thì hôm nay mình cũng xin giải thích nó là như vậy. Thì khi các bạn gieo đất khô để khô nóng, để nóng ngoài trời thì nó nảy mầm rất là tốt, nó đều. Nhưng mà nhớ các bạn nhớ cho mình nói nha, khi vào đất rồi xong xuôi rồi nhớ cố gắng bỏ thuốc nha, thuốc Dico Đặc Ma để chống úng thú nha các bạn. Nó lên là một chuyện, nhưng mà khi bắt đầu cây con nó phát triển rồi nó lên chừng này bắt đầu nó úng thú tự nhiên nó rụt gốc nó chết nha các bạn. Cho nên các bạn cố gắng bỏ úng thú và lâu lâu phải xịt Dico Đặc Ma, Manco Dép cho nó nhé. Bỏ Vidoka hoặc Dico Đặc Ma cũng được. Bỏ trước khi gieo và khi nó lên như thế này cứ 10 ngày các bạn xịt Dico Đặc Ma, Manco Dép cho nó nha. Chứ không phải là dễ đâu. Nó lên là một chuyện nhưng các bạn chăm cho đến ngày ra chậu là một chuyện khác nha. Thôi chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe nha. Xin chào tất cả mọi người. Open up, you OPN.